cho nhỏ số 1. Hello các chị. Thấy được em không các chị yêu ơi? Nay hai mấy ra? Mùng hai hỏi người âm để người biết bán. 21 bán cho hết ngày đêm giao ra nhà đưa ông táo nói với khách vậy. Bán cái ngày đưa ông táo. Hello các chị yêu. Hello chị Út nhỏ. Áo em đang mặc rất là đẹp mấy chị, nhưng mà rất tiếc là nó size nó nhỏ. Đẹp quá trời luôn. Có thấy được em không mấy chị yêu ơi? Có thấy được em bình luận tiếp em đi mấy chị gái ơi. Dạ chị muốn mua 70kg, em lên 70kg nha chị Linh ơi. Chị có mua chắc chắn là em sẽ lên ngay cho ha. Chị nào có mua chắc chắn thì nói em lên luôn để mở hàng ha. Đây 70kg nè. 70kg nha. Giá 150, đầu la giá tương tác giá 80.000 nha. 70kg giùm em. 80.000 giùm em. 80 mấy chị gái ơi. Mít ngon thiệt. Ngọt. Mà nó dày nữa. Nó ngọt đắt gì vậy? Không có thuốc ha. Không có thuốc. Chồng đấy không vậy đó, không có ai chăm mà. Đây nha mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. 60-70kg nha. 150, bán đầu lai giá 80.000 thôi. Em là em thích bán cái mở hàng đầu lai nha. Nên là mấy chị nào mà chị nào có nhanh gọn lẹ thì mình chốt, còn không thì thôi á. Em mặc 60-70kg nha, giá tương tác 80.000. Giá tương tác đầu lai giá 80k nha mấy chị, 60-70kg nha. Giá 150 em bán 80, chị nào thấy được bình luận nha. Còn đầm thì 30.000 một đầm. 60-80kg mặc vừa đầm. Đầm thì chị em ơi, thấy được em không, thấy được em không mấy chị ơi? Đầm nè, 30
60 80 kg mặc vừa 30.000 thôi. Đầm 30.000 nha. Áo em mặc là giá 150 bán 80.000. áo nha. Còn cái này là 30.000 một đầm, 60 80 kg mặc vừa. 60 80 kg nha, quá trời đẹp luôn mấy chị. 60 80 kg nha mấy chị. 60 80 kg mặc vừa, đẹp quá. Có thấy được em thì bình luận tiếp em một cái đi mấy chị gái ơi. Trời ơi nó đẹp quá trời mấy chị, áo đỏ giùm em nè. Áo đỏ này em bán 150 nha. 150 60 kg mặc vừa, tương tác giá 80 ha, màu đỏ. Chốt cái gì thì bình luận giùm em cái đó nha mấy chị nha. Chốt cái gì thì bình luận giùm em cái đó nha mấy chị. Chốt cái gì thì bình luận giùm em nha. Alo, không có nhận hàng nữa được em ơi. Chị em thấy được em không mấy chị gái ơi? Áo đẹp quá trời. Mấy chị chốt hàng mà mấy chị vui tính quá trời ha, chứ như là chị Anh Xoan nè. Chốt không có cái gì hết trơn, không có chia sẻ, cũng không có số điện thoại, cũng không có gì, cái chốt đang mặc luôn ha. Mấy chị ơi, em bán đầu like lấy tương tác á, nên là em bán em lấy cho nó rõ ràng. Em chốt cho nó rõ ràng mấy chị gái nha. Chị nào nhiệt tình mình mua thì mình chốt, còn không thì đừng có bấm tùm lum nha mấy chị gái nha. Em chỉ bán cho những khách mà nhiệt tình mua chốt đầu like và có chia sẻ giùm em và số điện thoại luôn ha. Rồi áo em mặc là 60kg mặc vừa nha mấy chị ha. Ok chị Ánh nè. Ok chị. Em bán cái giá tương tác là giá cực kỳ rẻ. Chị Ánh em ok nè. Rồi cái áo này là giá, giá sale 120 nha. Em bán giá 80.000. 80.000 60kg ha. 60-65kg mặc vừa. 60-65kg nha chị em mình. 60-65kg mặc vừa mấy chị. 60-65kg nha. Chốt bình luận giùm em mấy chị. Quá trời đẹp luôn. 60-65kg 80.000 màu xanh. Em bán giá tương tác cho mấy chị là giá rẻ nhất có thể nha mấy chị gái nha. Màu xanh 80.000 nha chị em. Rồi cái này em chốt 70.000 nè. Mấy chị không mua được mấy cái này là mấy chị uổng, ráng chịu nha. Màu xanh 80.000, 60 hơn 60kg nè. Màu xanh thì 70.000 nha, 60kg mặc vừa. Đẹp dữ lắm luôn ha, 70.000 giùm em. Áo này 150 nha. Em bán giá 80.000 tương tác nè ha. Chốt thì bình luận giùm em. Áo em mặc màu xanh 70.000. Chị này, chị em mình có thấy được bình luận tiếp nha mấy chị. Áo này em sale 150, 180 nha. Xả 100.000 sami. Form dài giùm em, rất là đẹp luôn. Chị em có thấy được không mấy chị ơi? Có thấy được thì làm ơn bình luận giùm em. Em thấy 5-4 khách mà có một cái bình luận cho mấy chị gái ơi. Màu xanh em mặc 70.000 nha mấy chị gái nha. Rồi màu này là màu hồng đi mấy chị, màu hồng giùm em ha. Áo này là em sale 150 nè. Áo này em sale là 150 nha, xả 90 giùm em. Sale 150 em xả 90 mấy chị. 70kg mặc vừa nha. 70kg mặc vừa mấy chị, đẹp quá trời luôn. Em không có cái nào đen hết ha. À rồi ok chị Trang Đài. Cái này xem 150 bán tương tác 80 ha. Rồi áo em mặc màu hồng 150 em bán 90 ha. Chị Trang Đài ok Sammy. Em đang mặc là 90.000 xem 150 xả 90 ha, màu hồng. Màu hồng nha, chốt bình luận. Màu hồng. Đẹp quá trời mấy chị. Rồi cái này đẹp xuất sắc nha mấy chị. Màu xanh nha, 70kg mặc vừa. Màu xanh
màu xanh nha mấy chị ha. Ok chị Trang đài màu xanh. Rồi sọc giùm em nha, xe 150 xả 90 sọc. Sọc nha mấy chị, 150 xả 90. Em chỉ bán cho những khách là có số điện thoại và có giá tiền thôi ha. Chứ như chị oanh son là em không có bán ha. Ví dụ chị nào vào chốt mà không có nhiệt tình đó em không có chốt nha mấy chị. Em chỉ bán cho những khách mua thiệt tình thôi ha. Rồi đẹp quá trời mấy chị, 70kg nha, xe 150 xả 90 sọc. Hello chị Hường. Rồi màu tím này em xả luôn mấy chị, 80.000 luôn. 80.000 nha, đẹp quá trời đẹp mấy chị. 80.000 màu đỏ. Những cái hàng này là hàng đẹp không á. Hello chị Huỳnh Hường ha. Ví dụ chị nào mua nhiệt tình á là có chia sẻ đầu like và có số điện thoại và có giá tiền và màu em mới chốt ha. Còn mấy chị mà bấm bình luận không không là em không có chốt cho mấy chị đâu ha. Rồi màu vàng giùm em 80.000. Những cái này là sale 100 mấy không á ha. Màu tím 80. Ok chị Huỳnh Hường sọc. Mấy cái đó chị Huỳnh Hường bữa trước là mua 100 mấy không á. Rồi màu vàng nha, 80.000, 60kg mặt vừa, không đẹp không lấy tiền. Màu vàng nha mấy chị gái nha. Cố gắng mua mà em 150 chứ lên em chốt đơn luôn nha mấy chị, không có giữ đơn nha, tại Tết rồi đó. Tết rồi em không có giữ đơn nha. Đẹp quá trời mấy chị ơi. 70.000 nha, chốt bình luận em, 70.000. 70.000 nha mấy chị ha, 50kg mặt vừa. 50kg mặt vừa nha, 70.000. Áo là bao xịn, bao đẹp. Áo màu xanh nha, chốt bình luận, xanh đen. Cái này là bữa trước em sale 120 nha, xả 80 nè. 60kg mặt vừa xanh đen. Em chốt, chị nào chốt 150 chưa lên em chốt ha. Có giá rồi em mới chốt mấy chị, không có chốt giá, không có không chốt đâu mấy chị ha. Rồi cái này đẹp quá trời mấy chị. Màu xanh này sale 120 nha, xả 80 giùm em màu xanh. Màu xanh, sale 120 xả 80 nha. Xem 110 xả, xem 120 xả 80 ha. Chị Thi Phương có chốt thì bình luận giá nha chị. 80.000 màu vàng ha, chốt bình luận giá em mới chốt nha. Đẹp quá trời mấy chị. Rồi màu xanh xả 80 luôn. Xem 120 150 xả có 80 nha mấy chị. Rồi màu trắng 80.000 luôn. Em ok chị Linh. Màu trắng em xả 80 luôn nha mấy chị. Đẹp quá trời mấy chị ơi. Chị Linh em ok 80 xanh. Chị Linh ơi không có số điện thoại không chốt ha. Rồi em ok chị. Chị Linh ơi em ok ha. Em ok chị. Em ok chị Trang Đài ha, màu xanh 80. Trang Đài em ok. Chị nào mua đơn 150 cho lên là em chốt luôn ha. Rồi trắng 80 giùm em. Trắng 80 nha, chốt bình luận giùm em. Trắng 80. Cái này 150 nha mấy chị, xả luôn 100 nha. 150 em xả luôn 100 nha. Xả lỗ 10.000 20.000 một cái. 60 70kg nha. Màu đen 100. Ok chị Huỳnh Hường. Rồi màu đen giùm em nha, 100 giùm em. Màu đen 100 nha mấy chị, 150 xả 100. Màu xanh này 50-55kg mặt vừa 70 màu xanh. 50-55kg nha. Màu trắng 80 giùm em. Rồi màu cam 70.000, 60kg mặt vừa. Màu cam 70. Chào anh son ok, 150 chưa lên em mới đi đơn nha. Rồi đẹp quá trời màu cam. Từ ship là 30.000 nha mấy chị. Màu cam 70.000 giùm em. Màu cam 70.000, 60kg mặt vừa. Dạ áo 80kg em có hàng chị. Sale 300, 350 một cái em có hàng nha chị Loan. Rồi áo em đang mặc là màu cam nha, 70.000, 60kg mặc vừa.
cái đầm nha mấy chị ơi, đầm này em sale 150 nha, xả cho mấy chị là 90.000 thôi. Sale 150 xả 90, hôm nay em xả vét hàng á. Chị nào mua rẻ được thì mình cứ mua ha. 90.000 một đầm. Cái đầm này giá hàng em nó là 280 nha mấy chị. Sale 150 xả 90 đầm. Xả 90 đầm nha, chị nào chốt thì chốt nhanh tay gọn chân giùm em ha. Rồi cái này đẹp quá trời mấy chị, màu vàng 80.000 sọc nha, sọc vàng 80.000 60 kg, mà vừa cam là 70.000. Cam là 70.000 nha, chốt bình luận giùm em. Màu vàng nha, 80.000 giùm em. Nha, chốt bình luận giùm em. Vàng. Rồi ok chị Hằng Thí. Rồi áo này là size 150 nha mấy chị, 60-75 kg nha. 60-75 kg mặc vừa. Cam ok chị Hằng Thí nha. Chị Oanh Sơn ơi, chị có số này gọi hỏi rồi thì chị khỏi cho số nữa. Em chốt luôn, khỏi cho số nữa nghe. Chị Trang Đài ok đầm. Áo màu tím 60-75 kg em sale có 150 nha. Chị Trang Đài em ok. Em ok chị. Anh Soan. Anh Soan, anh Sơn gì nè. Rồi màu tím sale 150 nha mấy chị. 60-75 kg mặc vừa nha, sale 150 màu tím giùm em. Sale 150 màu tím. Bây giờ mình lựa ba cái thằng con thằng đầm qua đây cho tao xả hết coi. Đây nè, cái đầm này là, trời ơi, cái này là cái giá sỉ, giá mà em lấy mấy chị biết không, 150.000 một cái. Em xả cho mấy chị 101 nha, 65 kg trở lại, 65 kg trở lại nha. Chị Phương ơi, chị chốt lỡ giùm em giá 150 tím. Cái đầm này là giá em sale là 200 nè, xả 101 nha. Đầm chị nào chốt thì lấy bình luận. Em bán cái giá hôm nay là em xả hàng á, chị gái nào chốt được cái gì thì mình chốt nha. Phát ơi vô đây Phát. Rồi cái đầm đỏ này xả 101 luôn nha mấy chị gái nha. Tất cả là hàng sale 200, xả có 101, 102 nha mấy chị. Đầm đỏ nè, đầm đỏ xả 101 đẹp lắm. Kiếm cái áo tím giống vậy nè. Dạ anh, chị Thị Phương em ok nha, 150. Dạ Hảo Dương ơi, chốt bình luận giùm em nha. Màu tím hay gì đó bình luận giùm em. Kiếm giống cái này nè. Đầm em xả có 101 nha mấy chị gái ơi. 65 kg màu đỏ giùm em nha. Màu trắng. Cái này là giá sale 200 nha, xả 101. Rồi sọc 70.000 mấy chị. Đầm 101 mấy chị phải cho màu đi, em bóc nguyên một bao ra em xả nha. Cái này là em kêu trắng nè. Cái này là em kêu đỏ nè, chị Phạm Long chốt mấy cái nói em đấy hết chưa? Chứ mấy chị để đầm 101 mà không cho màu mà. Rồi con bướm nha. Em ok chị Linh Lê nè. Đầm em có hai màu, không cho màu em không có chốt được. Chị Linh Lê ok 80 ha. 80 màu vàng nha chị Linh Lê nha. Dạ quần 180, một quần cao cấp chị. Hôm nay em xả hàng nha, chị nào chốt được cái gì thì mình chốt giùm em ha. Rồi đầm em có màu đỏ với màu trắng ha, không lấy bỏ qua. Chị nào cũng lấy mà không cho màu. Rồi sọc tím nè, 70.000 luôn. Áo con bướm 80.000 nha. Áo con bướm 80.000 chút, giá rẻ lắm luôn mấy chị. Chốt chưa đi đơn luôn nha, con bướm nè. Chị Hảo Dương em ok nè, chốt 150 cho lên em mới chốt nha chị Hảo Dương nha. Rồi đầm đỏ 101 chị nào chốt bình luận em. Chị Linh Lê em ok nè, giá xả. Giá xả giá rẻ lắm, mày thấy đậm đâu nữa không? Chị Linh Lê em ok nè. Rồi áo con bướm em mặc có 80.000 thôi. 80.000 nha. Trời ơi cái màu cam này đẹp chưa mấy chị? Màu cam 70.000 nha. Màu cam cột nơ ở giữa nè. 70.000 màu cam giùm em. Chị gái nào mình mua có số điện thoại đầy đủ em chốt nha.
Rồi, màu màu cam 70 ngàn mấy chị gái nha. 50-60kg màu cam 70. 70 ngàn màu cam. Ok, chị Trang bài con bướm nha. Rồi, cái này là hàng sale 150 nha mấy chị. Phơm dài nè. Phơm dài hàng sale 150, xả 90 lá. À, màu xanh nha, xanh đen. Phơm dài nha mấy chị ơi, 65kg chủ loại. Sale 150 xả 90. Sale 150 xả 90 nha. Màu xanh. Em ok chị Trang Đài nha chị. Chị Tà ơi, chị muốn mua cái gì cũng được, em lên từng cái chốt từng cái nha. Mua một lần ba cái là em không có hàng. Chị Vũ Trần em hết. Rồi, cái này đẹp quá trời mấy chị. Đẹp xuất sắc mấy chị ơi, màu xanh. Màu xanh 80 ngàn. Áo sọc tím. Chị Thanh Bồi em chốt từ cái nha, chốt lần hai cái em không có hàng. Rồi màu xanh này 90 ngàn nha, chốt bình luận. Rồi màu sọc xanh nha, sọc xanh 80 ngàn dùm em, 60kg mặc vừa. Dạ có chị Linh, quần chị cứ để 180 bao nhiêu ký em chốt. Áo xanh 80 ngàn. Áo beo nha, beo 70 ngàn. Hôm nay là em xả hàng cho mấy chị banh nóc luôn nha. Beo 60kg mặc vừa. Màu xanh nha, xanh này đẹp quá trời, 80 ngàn. Áo phơm dài 90 ngàn. Bắt quạt nhẹ nhẹ cái, không có áo đó thì thôi luôn đi. Đẹp lắm mấy chị, beo. Beo đẹp xuất sắc nha mấy chị nha. Beo rất là đẹp luôn. Beo 70 ngàn. Rồi màu vàng nha, màu vàng giùm em 80 ngàn, 60kg, không đẹp không lấy tiền. Chị Linh Lê ok, lấy một cái quần size 38 đi. Đẹp quá trời màu vàng nha, 70 ngàn. Chị ta ơi, ví dụ em lên beo, chị lấy beo 80 ngàn hay 70 ngàn em nói thì chốt. Đơn giản vậy thôi ha. Còn chị mua lần 2-3 cái khách chốt hết rồi, đâu có hàng đâu chốt. Rồi cái đầm xanh nè. Cái phơm dài nha chị ơi, hàng sale 200 ha. Xả 101 xanh giùm em, đầm xanh. Em ok chị Linh nha, quần cao cấp giùm em 180. Bây giờ em like chút xíu đi đơn luôn chứ chị chưa like nha, khỏi mất công để lâu mấy chị tết nhất cái nơi rồi ha. Em ok chị Linh nè. Quá trời đẹp mấy chị. Trời đẹp xuất sắc nha cả nhà, màu vàng nè. Màu vàng giùm em 80 ngàn chốt thì bình luận liền ngay luôn ha. Trời ơi cái màu xanh này nó đẹp lắm mấy chị ơi. Sale 200 xả có 101 màu xanh nha, phom rộng và dài. Đeo 70 ngàn. Mấy chị có thấy được em thì bình luận nha, im ru hết trơn em khó like quá. Ok chị Thảo Dương, màu vàng 70 nè. Cái màu xanh này 101 nha. Hai quần 60-62kg. Chị Anh Son ok. Chị Thảo Dương ok. Phát ơi, một cái quần size 34, một cái quần size 36. Chị Như Lan ok, hai cái quần size 40. Nghe không? Nghe thì lên tiếng thì tao khỏi la lên. Trời ơi. Anh Son ok nè, chị Như Lan ok nè. Chị ta hơi chị chốt, ví dụ em đang lên màu xanh nè, chị để xanh 101 ok nha. Rồi 101 giùm em xanh mấy chị. Sale 200 xả 101 nha. Sale 2 xanh. À, rồi cái sọc này 80 ngàn nè, sọc xanh nha, chốt đẹp lắm. Sọc xanh giùm em 80 ngàn. Quần là quần cao cấp, quần xịn giùm em nha chị gái ơi. Quần cao cấp nha. Rồi em cho mấy chị coi. Có chị nào mà chưa được coi quần thì coi thử một cái nha. Em ok chị Như Lan, hai quần, một quần 180, hai quần nè. Em cho mấy chị coi phơm quần nha. Từ từ hẳn chốt với chị. Nè, 50-75kg mặc vừa, 180 ngàn nha. Quần này coi giãn 4 chiều mấy chị ơi. Đẹp cực kỳ nha, 180 ngàn một quần. Mà quần này là em bán trên 5, trên 8 ngàn cái rồi đó. Váy em mặc em mua 400 một cái. 50kg, chị có chốt về bình luận. Em xả luôn, em cởi ra cho. Ok chị Như Lan nè. Như Lan hai quần nha. Áo em
mặc là 80.000. Quần 180.000 nha, quần đẹp lắm. Quần là em bán trên 8.000 rồi. Quần 180 nha chị, nào chốt thì bình luận giùm em thấy là bên đây mua toàn là 2 đến chục cái chứ không có mua ít mấy chị. Đầm vàng. Em hết đầm vàng rồi, mấy chị phải mua cái hàng thực tế em có mới có hàng nha. Rồi chị nào chốt bình luận màu xanh áo nha, 80.000. Rồi áo này em sale 150 xả luôn 130 nha, chị nào chốt bình luận giùm em. Mà chốt ví dụ hai cái luôn á thì em chốt 250 cho đi đơn luôn ha. Áo này là 250 một cái, sale 150 nha. Xả 130. Cho quay quạt bên kia nhẹ là bên chút đi. Bốn quần. Chị Hương Phạm ơi, mua nhiệt tình giúp em đi chị. Quần chị muốn mua cũng phải có số ký đầy đủ cho em, không có chốt không thông được chị gái ơi. Em ok chị giàu màu xanh nè, em chốt cho nó kỹ lắm mấy chị. Giá, ký, tiền. Nha, chị giàu em ok áo 80. Chị Linh em ok đỏ. Đỏ đó là đỏ 1 nhớ chị, đỏ 1. Còn cái này là em kêu đỏ 2 đi ha. 130.000, 70kg. Cái hàng này là 250 một cái nha mấy chị. Xả 130, 70kg. Cái này đỏ 1 nha, em đang mặc đỏ 2. Chị Hương Phạm ơi, chị mua quần mà chị không cho số ký, em đâu biết bán cho chị đâu ha. Rồi cái áo này là 150 nha, xả 100 màu xanh, 60kg mặc vừa 100. Chị nào đỏ 1 để đỏ 1, em đang mặc đỏ 2 nha mấy chị gái nha. Hôm nay là em xả hàng nên chị gái nào mình mua được thì mình bình luận giùm cho em ha. Chắc chắn chốt thì lấy, còn không được thì mình đừng lấy nha cả nhà. Đẹp quá mấy chị, màu xanh nha, 100.000. Màu xanh 100. Màu đen em sale 150 nha, 60-70kg mặc vừa. Đẹp quá mấy chị, 100.000 màu xanh. Chị xíu ơi, chị lấy bao nhiêu quần, lấy cái máy chốt đơn đem vô đây. Bao nhiêu quần, bao nhiêu ký giùm em chị xíu. Quần bên em là quần cao cấp. Rồi 60-75kg mặc vừa ha, còn có một cái một sale 150 màu đen. Từ từ đi, đừng có bỏ xuống tùm lum. Cái đầm bông cam bán được chưa, tối ra chưa. Đỏ 2 em ok chị. Ok chị giàu. 72kg đang mặc trên người màu đen nè. Chị giàu đỏ 2 em ok nè. Chốt nha chị. Hàng 90kg em đang sale 300 ha. Chị nào có chốt bình luận em chốt. 3 đen. Ok chị Hảo nè. Xanh em hết rồi chị. Xanh em hết chị giàu. Rồi áo này em xả 60 nha. 60. 50-55kg mặc vừa. Đẹp quá trời mấy chị ơi. Đẹp xuất sắc nha. 60.000 beo. Đó hai em hết hàng. Bác ơi, vô lấy một cái quần size 34 ok chị Xuyến nha. Chị xíu nha. Quần 108 chị xíu cho số điện thoại em. Chị xíu cho số điện thoại bên like đó giùm em. Không có số là em không có chốt hàng cho các chị đâu ha. Kiếm cái áo màu đen đó, tôi có mẫu đó thì lấy. Chị xíu cho em số điện thoại lại nha, tại em đang like hai máy. Rồi chị nào chốt 60.000 beo. 60.000 beo nha, chốt bình luận em. Xanh 100 em hết, mày thấy hàng nhũ đâu thì đi lôi ra. Rồi đỏ giùm em nha, đỏ 1 130. Đỏ 1 130 nha, em đang xả hàng chị em mình ơi. Chia sẻ tiếp đi mấy chị. 70kg mặc vừa ha. Vôm rộng và dài 70kg mặc vừa, chị xíu có cho số điện thoại mới chốt nha. Con bóm của ai xả gì trời, nãy khách mua quá trời không có hả? Là gì đó.
Beo ok chị Dầu nè. Con bướm này nè, trời ơi nó đẹp. Cái này sale 120 nha, xả 84 giùm em. Rồi em cảm ơn chị xíu nha, chị có mua hàng bên em rồi mà tại em đang like hai like đó. Chị Hồng Phạm không có hàng nha. Chị Hương Phạm không có. Nãy em thấy chị nào mua 4 quần hỏi trả lời, không trả lời em không có chốt nha. Quần mấy chị cho em 180. Chị Văn Bỏ lấy quần size 34 liền. Chị Văn Bỏ ok quần cho 180 nha, em còn có 150 quần thôi. Còn có 150 quần nha, chị được chốt nhanh tay giùm em. Bây giờ em không có thời gian để em dỡ lên nha mấy chị ơi, mấy chị coi về chốt đi ha. Đẹp lắm, 150 xả 100 xanh 60kg nha. 150 xả 100 xanh màu nâu nha. 100 nâu giùm em 60kg mặt vừa. Đẹp lắm chị ấy, gái mình chốt bình luận nha. Xanh 100.000, nói chung là bình luận đúng là em chốt nha. Chị Liễu Võ em ok nè, chừng nào Liễu Võ không lấy thì để Phạm Long nha. Chị Liễu Võ chừng nào không chốt thì để cho chị Phạm Long nha, đổi một nha. Chị nào mua thì chắc chắn em chốt, còn không thì để cho khách. Chị xíu đâu rồi ta? Rồi ok chị Vân, à, chị gì? Vân Võ nè, quần nè. Áo em cho màu rồi mấy chị chốt theo cái màu giùm em ha. Chị xíu em ok quần nha, quần em hiện tại còn có 150 180 cái thôi, không có nhiều. Mấy chị ha, chốt về bình luận giùm em. Rồi áo em mặc nha, 100.000 giùm em. Màu xám nha, chị em mình chốt bình luận. Cái này là 150 xả 100 nha mấy chị, hàng nhũ đẹp lắm nha. 60kg mà không có hả? Không có rồi. Bỏ ra đây luôn đi. Rồi chị nào chốt bình luận giùm em 60kg nha. Dạ em cảm ơn chị Vân Bỏ rất nhiều luôn ạ. Em chốt 4 quần mà chị 62kg, ok chị. 4 quần 62kg lấy size 34 đây, 4 quần. Chị Hương Phạm ok nè. 62kg ok chị gái nha. Đẹp quá trời mấy chị ơi, 60kg mặc vừa nha, 60-62kg mặc vừa. Nè lấy phiếu luôn 4 cái luôn. Rồi xong đưa cho mẹ chốt đơn liền 4 quần này đi. Đẹp quá trời. Em ok chị Hoàng. Chốt tầm 150 cho lên em đi đơn nha mấy chị ơi. Chị Thiên Hoàng em ok nè, Thiên Hoàng em ok nè. Chị em mình cho em một lượt chia sẻ đó mấy chị gái ơi. Rồi em đang mặc màu xám cưng quá trời, cưng xỉu luôn. Cưng xỉu luôn mấy chị. Màu xám nha, màu vàng. Màu xám màu vàng nha, 150 em bán có 100 luôn. Màu xám màu vàng xả 100.000 nha mấy chị gái nha, 100.000 thôi. Xám vàng giùm em. Xám vàng nha, chốt bình luận mấy chị gái ơi. Cái này 150 xả 120 luôn nha. 150 em xả 120 nha, chốt bình luận giùm em. 150 xả 120 chị gái nào chốt bình luận liền. 65kg trở lại mặt vừa, không đẹp không lấy tiền. Mấy chị ơi bình luận giùm em đi mấy chị, không bình luận em không like được mấy chị gái ơi. Màu xanh nha, màu xanh nè. 100.000 là giá xả nha, màu xám màu vàng giùm em. Màu xám màu vàng nha, màu xanh. Đẹp quá trời mấy chị ơi, ra chốt 4 cái quần nữa đi. Rồi đen cam giùm em nha, đẹp quá trời xuất sắc luôn mấy chị. 120.000. Hồi tối có một chị khách chỉ mua là 6-7 triệu á. Mấy cái mềm xả này nè. Chị xíu em ok, cho giá đi chị gái cưng ơi. Xả có 100.000 à, cho giá giùm em. Ok chị Dầu nè, có màu xanh nó xả luôn 100 luôn nha, màu xanh. Chị Dầu có chút màu xanh không? Em ok chị xíu nha. Chị Dầu em ok, màu vàng còn màu xanh nha mấy chị, màu xanh với màu xám quá trời đỉnh luôn. Màu xanh màu xám xả 100.000 thôi. Màu đen em đang mặc đen kem xả 120. Màu đen kem em xả 120 nha, chút bình luận giùm em. 80kg em đang xả 300-400 cái chị ơi. 90kg sale 350 một cái nha. 300-350. Rồi đây màu đỏ giùm em nha, xả 100.000 luôn. Trời ơi cái áo này đẹp, màu đỏ 100.000. Màu đen 120 nha, chốt bình luận chị nào mà ưu tiên có giá, có số điện thoại, có màu là em chốt trước. Đẹp quá trời, màu đỏ 100 mấy chị ơi, 70kg nha. Màu đỏ này 100.000 nhưng mà 70kg luôn, đẹp lắm. Đầm này em sale 150 xả 100 nha.
60 kg, hơn 60 kg mà vừa đầm, sale 150 xả 100, sale 150 xả 100 nha, sale 150 xả 100. Tao kia bị chốt 4 cái quần trước thử coi sao. Ủa tao mới đưa cho thằng Phát mà. Ok chị Đặng Bình nè, đen cam có 120 chị xíu ơi, đen cam em đang xả 120. Ok chị nha, 150 em xả 120. Dạ em không có bán quần jean. Rồi ok chị xíu nha, 120 chị ơi, xả con 120 chị gái nha. Chị xíu em, ok 120 nha chị. Chị Tạ Lê ơi, 120 màu đen nha chị, 120 nha chị ấy ơi, 150 em xả có 120 à. Chị nào có giá, có đầy đủ thông tin em chốt nha. Chị nào chốt trước là em chốt 120 ngàn. Rồi cái đầm này em xả có 100 ngàn thôi, 150 xả 100 nha. Rồi đỏ giùm em 80 ngàn giùm em, 60 kg mặc vừa. Những cái này là xe 100 mấy thôi đó mấy chị, nhưng mà xả có 80 ngàn thôi à. Quần em có 50-75 kg nha, em còn chắc tầm 150, 160 cái gì, 180 cái trở lại. Em chốt 1 like, 2 like nó lại hết rồi á, chị nào chốt bình luận giùm em. Áo đỏ 80 ngàn nha, chốt bình luận giùm em mấy chị gái nha, 80 ngàn giùm em. Màu xanh 60-75 kg mặc vừa nha, 60-75 kg mặc vừa, xả 150 giùm em, đỏ giùm em 80 ngàn. Trời ơi, em chốt cái giá này mà mấy chị không chốt được phí đời lắm. 60-75 kg mặc vừa màu xanh nha, màu xanh với màu nâu. Em sale 150 luôn. Em ok chị Thúy. Em ok chị Hằng Thúy màu đỏ. Rồi chị gái nào chốt cái màu xanh em đang mặc, em có một màu nâu với màu xanh nha, sale 150 giùm em. Dễ thương lắm, 60-70-75 kg mặc vừa nha, đẹp xuất sắc nè. Bao xịn bao đẹp luôn nha, chị nào chốt bình luận em. À cái đầm trắng này. Chị Phạm Long em hết mất tiêu rồi. Cái trắng này là bữa trước em sale 150-180 nha. Xả 101 trắng giùm em. 101 nha, quần rộng và dài 65 kg, không đẹp không lấy tiền nha, trắng. Chốt đúng màu đúng giá em chốt nha. Đẹp quá trời đẹp luôn mấy chị. Màu xanh em đang mặc nha, sale có 150 à. Rồi màu đen này 50-60 kg 250 nha, màu đen 250 giùm em. Màu đen 250 nha, chốt bình luận giùm em, áo ăn đông. Màu xanh chị nào chốt bình luận liền giùm em ha, 150 giùm em. Màu xanh với màu nâu. Chị Tuệ ơi, Tuệ Đức ơi, chốt và cho giá giùm em chị. Ví dụ 150 để giùm em, 150 em chốt nha. Chứ không cho giá không có chốt được hàng. Rồi màu tím sami nha, sale 150 mấy chị. Màu xanh 150 nha. Rồi em ok chị Trang Đài, màu xanh 150, em có màu nâu nữa đó chị gái, có chốt bình luận em ha. Màu tím 65 kg trở lại mặc vừa nhóm chị ha, form rộng và dài, sami giùm em, hàng cao cấp nha, sale 150. Màu xanh ok chị Trang Đài. Chị Đức Tệ không có giá không có đường chốt nha chị. Rồi em ok chị Hương Phạm, chị Trang Đài em ok. Em ok chị trắng, chị giàu. Mấy cái con dài đúng hết rồi, bỏ ra xả mẹ nó hết. Chị Hương Phạm em ok màu xanh 150. Chị Hương Phạm ơi, không nghe máy bên em không có chốt hàng được nha chị gái. Chị Hương Phạm có nghe máy để em chốt đơn nha. Em ok chị Gia Bảo. Chị Hương Phạm nghe máy cọc cạc bên em chốt nha. Chị Gia Bảo em ok. Màu xanh chị Tươi em ok. Mày ghi cái chữ Hương Phạm cọc cạc đi. À, Phát ơi, vô lấy cái Hương Phạm để cọc cạc đi, gọi chốt liền đi, cọc cạc đi. Hả? Chị Tươi Lê cho em số điện thoại. Chị Tươi Lê cho số điện thoại mấy chốt. Chị Yến màu nâu 150 là màu nâu. Rồi ok chị Yến màu nâu 150. Giờ ra gọi coi có nghe máy không, nghe máy xả quần ra, không có hàng bán mà chữ chi. Chị xíu em ok. Chị Minh ơi 80 kg chừng nào em đọc 80 kg thì chốt chị gái nghe. Em ok chị Lê Diệp 150. Áo sơ mi đâu rồi, mày thấy mấy sơ mi mà phơm dài dài đâu rồi, lại lục ra cái coi. Còn á. Rồi nâu xem 150 em ok chị xíu rồi nghe. 60-75 kg mặc vừa, nâu xem 150.
ở dưới đây nè. Chị Tươi lên em ok nha. Chị Lê Diệp em ok nè. Tứ Lê em ok nè. Chị Trang Đài ơi, khi nào chốt chung thì bên em gọi chị sẽ nói ha, cho chị dễ nè, cầm ra quẩy nè, số điện thoại này nè. Chị Hương Phạm nghe cọc cạc em chốt nha. Sao mày xếp mắt em nhóc nha, chị nào chị chốt thì em lên hàng nha chị Lê Hằng. Rồi màu nâu em xả 150 nha. Màu nâu em xả 150, bình luận giùm em. Đẹp quá trời nha chị gái mình ha. Quần cao cấp 180 một quần chị. Rồi áo 60kg mặc vừa nha chị. 350 xả 250 nha. Màu nâu giùm em 150. Màu nâu 150 nha, chốt bình luận em. Áo màu đen nha, 250 em 60kg mặc vừa. 60kg mặc vừa nha, 250 xả. Đây nha mấy chị nha, giá đang xả hàng cao cấp nha. Màu nâu 150 chốt bình luận giùm em. Rồi màu sơ mi màu vàng nha. Màu đen đi mấy chị, 150 màu đen. Rồi em ok chị Phạm Điệp nè. Nâu này 60-75kg mặc vừa, giá sale 150. Chị Phạm Điệp em ok nha, chị gái nâu nha. Áo em mặc là 50-60kg mặc vừa, xả 250 đen. Sơ mi đen nha, 65kg trở lại mặc vừa, 150 đen sơ mi. Sơ mi đen 150 nha, chốt bình luận giùm em. Chị Liễu bỏ em ok sơ mi đen 150 nha. Rồi sơ mi chữ nha, 150 em chữ. Liễu bỏ em ok, Liễu bỏ em ok ha. Rồi sơ mi chữ giùm em 65kg trở lại mặc vừa. Dạ em cảm ơn chị đẹp nha. Cảm ơn lì xì. Dạ em cảm ơn chị gái. Chị Liễu bỏ em ok. Em đang mặc sơ mi chữ nha. 50-65kg mặc vừa, 150 sơ mi chữ. Em ok chị Phạm Long nâu 150. Em ok chị Bảo Trân 150 nâu. Chị Bảo Trân em ok nha. 150 nâu phát ơi, vô kiếm cái hàng 150 170 đem ra xả. Bảo Trân em ok. Em ok chị Phạm Long. Rồi sơ mi chữ giùm em nha, 65kg trở lại mặc vừa, 150 giùm em ha, sơ mi chữ. Sơ mi chữ 50-65kg mặc vừa, sơ mi xanh 150 giùm em nha. 50-65kg mặc vừa. Sơ mi chữ, sơ mi xanh nha, 150 giùm em. Sơ mi chữ, sơ mi xanh nha. 150 giùm em, quá trời đẹp. Rồi sơ mi vàng là phơm dài nha mấy chị ơi, 60kg mặc, 60 hơn 60kg nha. Phơm tới mông 150 giùm em. Rồi ok chị Vượng Đỗ nè. 60-75kg màu nâu giùm em, 150 giá sale nha. Chị em mình cho em một lượt chia sẻ nha. Cho em lượt chia sẻ. Rồi cái này màu vàng giùm em, 60 hơn 60kg sơ mi phơm dài nè. Em đang mặc là phơm bình thường nha. 50-65kg mặc vừa, sơ mi 150. Màu xanh mà chữ nữa. Đẹp quá trời mấy chị, màu vàng 150 nha. Chốt bình luận giùm em. Chốt gì bình luận nha các chị yêu ơi. Chị đầu chốt hồi nãy màu nâu hồi nãy là mã 1 nha. Mã 1 giùm em, bây giờ là em qua mã 2 nha mấy chị. Qua mã 2 nha. Rồi màu vàng giùm em, màu xanh giùm em nha, 60-75kg mặc vừa, mã 2 giùm em. Chị nào chốt sami bình luận sami nha. Rồi màu 150 thì giá xả nha, màu xanh giùm em. 60-70 hơn 70kg mặc được, màu xanh nha, mã 2. 150 giùm em. Mã 2 em có màu xanh, màu nâu, màu đỏ, màu đen.
xanh nâu đỏ đen nha các chị. Xe 150 nha. Màu đỏ màu đen. Xanh nâu đỏ đen giùm em 150 màu tím nha các chị. Màu tím. Màu tím giùm em ha, màu tím, màu đỏ, màu đen, màu nâu, màu xanh. Mã 2 chốt bình luận liền liền tay giùm em mấy chị gái nha. Xe 150 giùm em nha, chốt bình luận giùm em. Quá trời đẹp luôn mấy chị ơi, em thấy đứng hình rồi mấy chị gái nha. Có thấy được bình luận tiếp ha. Màu đen nè, màu đỏ nè, màu tím nè, màu xanh, màu nâu nha. 150 là giá em xả. Chị Hằng ơi, áo xếp nách 70 ngàn nè, chị có chốt bình luận nè, 50kg nè. Chị Hằng có chốt bình luận nha. Đây 70 ngàn nha, đẹp quá trời đẹp luôn, áo xếp nách á. Rồi chị nào chốt bình luận giùm em ha, áo em mặc đẹp xuất sắc luôn, có màu nha, chỉ cần cho em có một cái bình luận thôi mấy chị. Chị Tuệ Đức ơi, không cho màu em đâu chốt chị, cho màu em mới chốt nha. Mã 2 nó nhiều màu. Rồi 50kg nè, 40 đến 55kg mặc vừa ha. Áo này hàng Quảng Châu nha. 40 55kg đá giùm em. 250. Em ok chị Long. Chị Phạm Long, bác ơi lấy cuộn giấy vô bác. Màu tím ok chị Xíu. Lấy thêm đỏ nữa ok chị Phạm Long. Chị Tươi Đất không cho màu không chốt nha. Rồi ok chị Tuệ Đức nha. Màu xanh nhé. Ok chị Tuệ Đức nha. Chị Loan Hồng ơi, size lớn 90-100kg 300 một áo chị có chốt về bình luận. Màu đen 300 một cái chị có chốt bình luận. Rồi áo em mặc 250 nha, chốt bình luận em. 250 nha, chốt bình luận nha mấy chị. Màu đen em mặc là 250 nha, màu đen 250 giùm em. Màu đen 250. Rồi cái này là size 60-70kg, hơn 70kg màu đen nha, sale 150. Chốt bình luận giùm em. Màu đen em sale 150 nha mấy chị. Màu đen, màu nâu, màu xanh. Màu đen, màu nâu, màu xanh nha. Đẹp quá trời mấy chị ơi. Đen, nâu, xanh nha mấy chị. Màu đen, màu nâu, màu xanh nha. Rất là đẹp mấy chị ơi. Dạ 63kg vô tư nha chị. Đẹp quá trời. Màu đen, màu nâu, màu xanh. Đen nâu xanh nha, mã 2 giùm em, sale 150 nha, đen nâu xanh giùm em. Đen nâu xanh nha, mã 2. Tiếp em một bình luận một chia sẻ đi các chị yêu ơi. Đẹp quá trời luôn. Đen nâu xanh mã 2 giùm em nha, 60-70 hơn 70kg mặc vừa, xả. Kiếm đang xả 300 một cái nha, chỉ có màu đen thôi ha. Rồi đẹp quá trời mấy chị. Đen nâu xanh mã 2 nha, chốt bình luận giùm em. Đen nâu xanh. Ok chị Trang Đài, chốt bình luận mã 2 nha. Bây giờ em qua mã 3. Mã 3 nha. Cái này là mã 3 giùm em. Mã 3 kèm màu giùm em ha. Màu xanh, màu tím, màu nâu, mã 350 luôn. Mã 3 xem 150 luôn nha. Mã 3 giùm em nè, còn cái này mã 2. Dạ vừa nha chị Thu, 60-75kg mặc vừa. Áo đen là em có áo đen ha, cái nào em có cái đó là em nói cái đó ha. Rồi, cái này là mã 3 giùm em. Mã 3 em có màu tím nha. Màu nâu, màu đỏ, tím nâu đỏ. Dạ chị Vinh Thanh có chốt bình luận cho em số điện thoại ha. Cái này là sale 350, xả 250 ha. Hả? Vinh Thanh lâu quá không có nghe máy hả chị? Đâu có đâu, số điện thoại không có mà. Rồi đây nha chị nào chốt cái này là xả 250 nha, chốt bình luận.
Giao Quỳnh ơi, bây giờ em chưa thấy cái mẫu đó ha. Tại cái hàng 90-100kg em còn ít lắm. Rồi chị nào chốt bình luận giúp em, cái này là mã 3 ha. Chốt mã 2, để mã 2 giùm em. Dạ em bán hàng trung niên chị gái. Rồi đây màu nâu nha, chốt bình luận giúp em màu nâu mã 2. Màu nâu mã 2 nha, em đang mặc là mã 3. Em đang bán hàng trung niên nha chị, không có hàng trẻ nha. Rồi chốt bình luận giúp em mã 3 nha. 150 là giá xả, chị em mình chốt bình luận nha. Mã 3 chốt bình luận. Em có màu đỏ với màu tím ha. Đỏ với tím với nâu. Đỏ tím nâu nha, mã 3. Đỏ tím nâu mã 3 nha chị. Chị Trang Đài ok. Chị Vượng Võ em ok. Mã 3 đỏ em ok. Cho giá giùm em nhé chị gái nha. Mã 3 xanh đỏ. Em ok chị Phạm Long, mã 3 xanh đỏ. Chị Phạm Long ok nha, mã 3 xanh đỏ. Cho giá giùm em luôn đi mấy chị, em không có kịp ghi mấy chị gái ơi. Mã 3 xanh đỏ em ok chị Phạm Long. Chị Quý em hết màu đen. Chị Quý em hết màu đen nha. Mã 3 xanh ok chị đổ nha. Em có màu nâu, màu lá, màu tím nha mấy chị. Chị Vinh Thanh chị chưa chọn em biết rồi. Tại chị đâu có số điện thoại đâu mà chốt cho chị ha. Rồi đây, đẹp lắm mấy chị ơi, mã 3 mà giùm em nha. Màu nâu nè. Màu tím nè. Màu lá nè, có một cái màu lá thôi ha. Màu lá, màu nâu, màu tím, màu đen, màu đỏ, màu xanh. Mã 3 nha, chốt bình luận giùm em màu giùm em. Em có một cái màu lá thôi nha. Màu nâu, màu tím, màu đen, màu đỏ. Mã 3 màu xanh. Rồi chốt mã 3 thì bình luận giùm em ha. 60-70 hơn 70kg mặc được. Xả 150 mã 3. Chị Thu Nguyên ơi, nãy giờ em nói là size mã 2 em hết hàng rồi. Mã 2 màu đen em không có hàng. Rồi Sammy giùm em nha. Sammy 65kg trở lại mặc vừa, size 150 Sammy xanh. Chị Cẩm Tú em ok mã 2 nâu. Sammy nha, đẹp xuất sắc mấy chị, size 150 nha. Em ok chị Cẩm Tú mã 2 nâu. Đẹp quá trời, sơ mi phông dài 65kg mặc vừa nha. 150 em. Chị Cẩm Tú ok chị gái. Đẹp quá trời, xanh lá ok chị Phạm Long. Đẹp lắm, xả 150 nha. Chị Kim Tạo ok. Rồi mã đen 69 nha, có một cái một à, đen mã 69. Đen mã 69 nha. Chị Kim Tạo ok. Đen này đen mã 69 nha. Dạ chị xíu em hết, hết lá. Rồi màu đen mã 69 có một cái một nha. Chị Kim Tạo ok, sơ mi 150. Chị Khuyên Hoàng em ok mã 3 màu đen. Em đang mặc mã 69 nha, đen 69 giùm em, 150 giá xả. 150 cho chị em mình, 150 giá xả. 150 xả nha chị em. 150 nha, chốt bình luận giùm em. Màu nâu giùm em nha. Màu nâu đẹp xuất sắc mấy chị. Chị Dung Nguyên màu đỏ. Em ok chị Dung Nguyên. Chị Dung Nguyên ơi, có số điện thoại em mới chốt chị. Dạ em cảm ơn chị Trang quần đẹp quá, cảm ơn chị lì xì. Ok nha, chị Phạm Long đen. Rồi cái này đẹp quá trời mấy chị, màu nâu giùm em. Màu nâu mã 2,
Mã 2 nâu nha. Mã 2 nâu tiếp. 60-75kg mặt vừa. Chị Phạm Long em ok ha. Phát ơi, mã 69 còn không Phát? Vô kiếm mã 69. Rồi chị nào chốt bình luận màu nâu giùm em mã 2. Đẹp quá trời mấy chị ơi, mã 2 giùm em nha, mã 2. Màu nâu, màu đỏ. Màu tím, nâu đỏ tím nha. Mã 69 nâu đỏ tím xanh. Đẹp lắm, lấy ra cái nước thôi. Rồi đen mã 51 nha, đen mã 51 giùm em. Đen mã 51. Đẹp quá trời, giá xả hết cho mấy chị gái luôn. 60-70kg mặt vừa nha, đen mã 51 nè. Xả luôn 140 nha, hàng cao cấp 178, xả 140. Xả 140 nha, mã 51. Mã 51 nha, chị nào chốt bình luận em có mấy cái thôi, xả 140. Hàng Solen cao cấp mà xả giá cực kỳ rẻ nha mấy chị nha. Rồi Sammy đỏ giùm em nha, xe 150 giùm em Sammy. Đẹp quá. Chị Duyên ơi, em không có mã 3 đỏ nha. Em có mã 2 đỏ nè, chứ em không có mã 3 nha. Em ok chị Lệ Thu nè. Em ok chị Lê Nguyên nè. 51 màu đen. Còn chị Duyên Nguyên em không có mã 3 ha. Em đang đọc mã 2 mà chị mua mã 3 thì em không có. Rồi chị nào chốt Sammy bình luận em nha, 150 em, 50-65kg mặt vừa. Sammy. Ok chị Khuyên Hoàng nè. Xả 140 nha, cho giá em để nó lộ mẫu nha mấy chị. 140 giùm em nha. Rồi áo sơ mi đen 150 em nha chị. Sơ mi đen. Chị Thu Nguyên ok. Sơ mi nha, sơ mi đen giùm em. Sơ mi đen chốt bình luận nha, 150 em. Sơ mi đen, sơ mi đỏ nha, 50-65kg mặt vừa. Sơ mi đen, sơ mi đỏ. Cao cấp nha chị. 150 nha. Chị Duyên ok. Rồi màu nâu này là màu nâu quên. Nâu mã 5 đi mấy chị, có 1 cái nha. Nâu mã 5 giùm em, 150 nha. 60-75kg mã 5. Màu nâu mã 5 150 nha mấy chị. Em ok chị Duyên nha, màu đỏ. Chị Đây Nguyên ơi, chị mua lúc nào chị gái ơi? Chắc chị mua không có hàng mới không gọi đi chị gái ơi. Có hàng là bên em gửi hết nha. Chị Văn Võ ok, Sammy đỏ 150 nè. Rồi em đang mặc màu nâu nha, mã 5 giùm em có 1 cái 1 à. Chị Văn Võ em ok. Màu nâu có 1 cái 1 duy nhất nha mấy chị. Trời Sammy nha, đẹp quá trời, 150 em. 50-65kg mặt vừa Sammy. Chị Lê Nguyên em ok. Sammy đẹp lắm nha. Màu đen giùm em, 150 giùm em. 50-65kg mặt vừa Sammy, cao cấp, ăn đông. Ok chị Lê Nguyên. Đẹp quá trời luôn. Rồi màu tím này em còn sót một cái nha. Gái nào chốt tím để tím em 150, 60-75kg nha. Sammy em mặc là đẹp lắm, hàng cao cấp ăn đông nha. Sammy hàng ăn đông, đẹp quá. Rồi đẹp quá mấy chị, màu tím nha, 60-75kg mặc vừa. 60-75kg màu tím em có 1 cái thôi ha. Xe 150 nha mấy chị, quá trời xuất sắc luôn màu tím giùm em. Xe 150 nha.
chị Hiền Nguyên. 150 chị Hiền Nguyên, ok. Mã 47 màu đen nha chị. Mã 47 giùm em, 60-75kg nha. Mã 47 xe 150 màu đen nha. Mã 47 giùm em. Mã 47 nha mấy chị. Dạ đồ bộ có chị. Mã 47 chị gái nào chốt bình luận nha. Mã 47 giùm em, xả 150, 60-75kg mặt vừa, 150 giá xả. Mã 47 Sami chữ nha, Sami chữ giùm em, 50-65kg mặt vừa, xả 150 Sami chữ. Áo em màu đen nha, màu đen mặc đẹp quá trời mấy chị. Màu đen rất là đẹp, xuất sắc luôn. Mã 47 màu đen nha, đang xả nha mấy chị. Đây, đẹp xuất sắc đẹp luôn. Sami chữ giùm em. Sami chữ, Sami vàng, 150 Sami nha. 50-60-65kg mặt vừa Sami này là An Đông nha mấy chị gái nha. Xe 150 nha Sami. Sami này là hàng An Đông nha, giá sale nha. Ok chị Duyên Nguyên. Áo 47 nha, 60-75kg mặt vừa. Dạ vừa nha chị Thu Nguyên. Em có đọc sai á mấy chị đừng có hỏi lại nha. Tại vì em lên nhiều mẫu nên nó không thể nào nhớ được đâu ha. Rồi cái đầm này là giá 170 nha mấy chị. Xả 140 nha, đầm. 60-65kg mặt vừa, beo nha mấy chị nha. Xe 140 đầm beo. 60-65kg mặt vừa, 170 xả 140, beo nha. Đầm beo này mặc vô rất là đẹp. Sami chữ, Sami vàng nha chị ha, đầm đỏ nè. 170 em xả 140 nè, đây, đầm nha. 60-65kg màu đỏ. Đầm này là đầm xịn nha chị gái nha. Xả 140 một đầm. Đầm beo, đầm đỏ nha, 140 giùm em. 60-65kg mặt vừa nha, đầm nha. Em ok chị Hiền. Đầm này em xả có 140, 60-65kg màu đỏ. Mấy chị ơi, chốt hàng cho em cái giá vô nha, cho nó khỏi lộn mẫu nha mấy chị gái. Để khỏi mấy chị, em bán thì không lộn nhưng mà mấy chị á, sợ mấy chị không nhớ mấy chị mất công rồi. Lộn phiền ha. Chứ em bán là em phải biết rồi. Chị Hiền em ok, em đang mặc đầm nha, 65kg trở lại mặc vừa. Mấy chị mà size nhỏ thì mấy chị hắt lưng vô nha, đẹp lắm, 170, xả có 140, em mặc nó rộng quá, nó xấu mấy chị gái nha. Cái này phát ơi. Ok chị Phạm Điệp. Vô ghi phụ ơi, lấy chị biết đi. Trang đài. Cái đầm nó ghi trang đài 140. Em ok chị cho. Phạm 150. Chị Phạm đẹp em ok. Em đang mặc đầm đỏ nha, tại mặt nó rộng mấy chị ơi. Nó ra đơn được rồi, nãy không ra. Chị Hiền ok, sami đen. Dạ, đồ bộ giờ em chưa lên chị gái. Rồi chị nào chốt đầm nha, em mặc nó rộng quá mấy chị, em ngồi nó xấu nha. Sale có 140 à. 170 xem 140 nha mấy chị. Đầm tím nha. 180.000 xem 140 đầm tím. Đầm tím giùm em nha, xem 140. 65kg trở lại nha, đầm tím với đầm đỏ 140 giùm em. Đầm tím đầm đỏ nha các chị. Rồi sami xanh nha.
Sami xanh em xem 150 nè, 50-65kg mặt vừa Sami xanh. 50-65kg Sami xanh nha. Xem 150 Sami xanh. 50-65kg mặt vừa giùm em, Sami xanh nha. Sami vàng 50-65kg mặt vừa. 50-65kg mặt vừa nha mấy chị, rất là đẹp luôn. Xe 150 một đầm sơ mi nha mấy chị, à một áo sơ mi. Màu xanh nha. Màu vàng giùm em, sơ mi giùm em, 50-65kg mặt vừa. Một trăm rưỡi giá xả nha mấy chị. 150 giá xả nha, chốt bình luận em. Chị em mình có thấy được thì bình luận giùm em nha, để em biết em lên đơn lên hàng nha mấy chị. Có thấy thì bình luận giùm em để em biết em lên đơn mấy chị gái nha. Có thấy được em thì em mới lên được cho mấy chị xem ha. Đồ bộ em rất là nhiều nha mấy chị. Các chị nào thích đồ bộ thì bình luận giùm em. Sami xanh, sami vàng nha. Sami xanh, sami vàng. Sami xanh, sami vàng chị Đặng Bình ơi, chứ không có sami đen. Rồi cái này chữ nha, sami chữ giùm em ha, 150 giùm em. Sami xanh, sami vàng, sami chữ. 50-65kg mặt vừa 150 nha mấy chị. Rồi màu cam 80.000 giùm em. Màu cam 80 nha, chốt bình luận giùm em, 80.000. Chị Hương cả, chị Hương cảm ơn chị bao nhiêu ký đồ bộ? Chị thường mặc số 2 lên hay gì để em lấy cho. Rồi, sami chữ nha. Thường là chị bao nhiêu ký và size mặc, mặc ôm hay mặc sau để em lên hàng cho chị chốt. Lên mà chốt là em lên liền à. Rồi cam 80 giùm em ha. Cái này là sale 150 nè. Ở sau có cộng dây kéo nha. Xả 80-60kg mặt vừa. Chị thích số 3 hả chị? Chứ 60kg là số 2. Rồi chứ số 3 màu tím nè. 240 số 3 màu tím nha. Màu tím ở sau có thiêu nè, xả 240. Chị chốt bình luận giùm em ha. Màu tím 240 giá xả. Áo màu cam em đang xả 80. Chị thích chốt số 3 thì bình luận giùm em nè. Đẹp xuất sắc nha, ba tím giùm em. Ok chị Phạm Long. Màu tím này là 240 nha. Em ok chị Đặng Bình. Rồi đồ bộ này 240 giùm em. Em ok chị Phạm Long kem. Màu tím em mặc là số 3 nha. Sami vàng. Chị Đặng Bình em ok nè. Phạm Long vô lấy cái màu cam bỏ ra. Rồi đẹp quá trời mấy chị, màu tím giùm em ha. 60-65kg mặt vừa. Sami dài em còn có một cái màu vàng nè chị. Sami dài em còn cái màu vàng nè, chốt bình luận em. Sami vàng nha, chốt bình luận em, quá trời đẹp luôn. Sami vàng nha, 60-65kg mặt vừa. Sami vàng, sami xanh. Rồi ok chị Hảo Ngô. Chị Hương ơi, nếu mà chị không thích thì thôi nha chị. Không thích thì em like, chừng nào mà chị, cái gì chị mua được thì chốt. Màu xanh 60-65kg mặt vừa. Em ok chị Ngô ha. Rồi em đang mặc màu xanh, sami dài nha, đẹp quá trời.
Em ok chị Thảo Ngô tím 240. Màu xanh em mặc là sami foam dài với màu vàng. Chị Thảo Ngô ơi. Ủa chứ sao không gọi điện mà hỏi vậy? Chị Thảo Ngô ơi, bên em á, một bộ đồ màu vàng, bộ đồ màu tím. Nàng giờ gọi hai bộ, chị nghe máy cọc cạc đi đó, nhà cầm đi. Gọi cọc cạc đi hơn chút. Rồi chị nào chốt sơ mi xanh nha. Chị Liễu Võ, sơ mi vàng ok chị nha, 150 nha chị. Chị Thảo Ngô nghe điện thoại bên em đi, hai bộ ha. Hai bộ cọc cạc bên em đi đơn. Chị Liễu Võ em ok nè. Rồi em đang mặc sơ mi xanh nha, đẹp quá. Rồi 70kg màu hồng giùm em 240 nha mấy chị. 70kg 240, đẹp tuyệt vời ở mặt trời luôn màu hồng. 70kg 240 đồ bộ ha. Sang cực. Chị Như Lan sơ mi màu vàng đấy hết rồi chị gái đẹp. Rồi chị gái nào chốt bình luận giùm em ha. Màu hồng 70kg nè. Ở trước nè. 240 là giá xả nha mấy chị. Sami màu xanh nha. Rồi sami hồng nha. À, 150 em. Ok chị Phạm Long. Rồi sami hồng giùm em nè. 150 nha các chị. Em ok chị Hảo Ngô. Đây. 65kg trở lại mặt vừa 150 em. Rồi 50kg mặt vừa màu xanh nha, màu lá giùm em. Cái này nó nhỏ, nó mắc lắm mấy chị. Quần lửng nha. Tới 200 mấy lần xả 150 nha mấy chị, mà lá giùm em. Quần lửng giùm em. 240 lần xả 150 nha, màu lá giùm em. 50-55kg mặt vừa. Màu lá giùm em nha, 50-55kg mặt vừa em, màu lá. Quần lửng giùm em nha. 50-55kg mặt vừa màu lá giùm em, 150. Áo sami hồng nha, 150 giùm em. Rồi màu tím này số 2 nha. 50-60kg mặt vừa số 2. 50-60kg màu tím nha, xả 220 với chị, màu tím nha. 220 màu tím. 50-60kg mặt vừa, màu tím giùm em ha. Một bộ 220 giùm em. Một bộ 220 nha chị. Màu hồng là 70kg nha, chốt bình luận. Màu tím nha, 220 giùm em. 50-60kg mặt vừa. Ký nha mấy chị, màu tím. Rồi màu lạ, màu rêu nha mấy chị nha, 55kg mặt vừa. Xả 170 nha. 55kg mặt vừa màu rêu. Quần ống rộng nha, 170.000. 200 xả 170 nha, chốt bình luận giùm em. 200 em xả 170 nha, 55kg mặt vừa. Chốt bình luận với mấy chị ha, màu lá, màu rêu giùm em. 55kg mặt vừa. 55kg mặt vừa xả 170.
màu nâu 70 kg nha, màu nâu giùm em. Màu nâu 70 kg nha, 240. Màu nâu 70 kg 240 nha mấy chị. 70 kg màu nâu 240. Màu nâu 70 kg nha, 240 giùm em. Quá trời xuất sắc luôn mấy chị. Màu nâu nha, 240 giùm em, màu nâu 70 kg. 70 kg màu nâu 240 nha, chốt thì bình luận. Mấy chị em ra chắc em tắt like nha mấy chị. Lên mà mấy chị em ru này biết đường đâu like nha. Chị Hồng ơi, chị Liễu ơi, em thấy chị cái nào chị mua hết trơn mà chị nhạc tiền quá trời luôn ha. Mua 3 bộ mới nó hỏi không có giá, không có ký, không có gì chị. Cái gì cũng mua hết trơn mà sao không có số gì sao bán chị. Đẹp quá trời mấy chị gái ơi. Mày có like chút nữa không? Hả? Đẹp quá trời mấy chị, màu nâu nha. Rồi màu xanh 70.000, em 60 kg mặc vừa, 50-60 kg nha, 70.000. Màu xanh 70.000 nha, màu xanh 50-60 kg mặc vừa. Áo nãy giờ em lên rồi chị Duyên Nguyên ha. Áo em lên từ đầu đến cuối đó chị. Rồi cái này 90-100 kg mặc vừa ha, 300.000 giùm em, màu đen. 90-100 kg nha, 300 giùm em. Em đang mặc áo xanh nha, 60 kg mặc vừa. Cái này là 90-100 kg nha, giá xả 300 màu đen giùm em. Màu nâu nha, 60-75 kg mặc vừa, xả 150 màu nâu. Màu xanh em mặc 70.000. Màu nâu giùm em 150 nha. Chị em mình để ý nghe điện thoại bên em chốt đơn nha mấy chị gái. 60-75 kg màu nâu giùm em ha. 60-75 kg mặc vừa đẹp, 150 giá sale. Bảy 80 70-75 kg màu đen vàng nha, sale 350 xả 250, màu nâu 150 nha chị. Đen vàng 70-75 kg nha, xả 1 sale 350 xả 250 nha. 70-75 kg mặc vừa. Màu cam 60-75 kg mặc vừa ha, sale 150 màu cam. Màu cam em sale 150 nha. Rồi cái này là size 70 kg màu đen nha, 300.000. 70 kg màu đen em, 300 nha mấy chị gái nha. Màu cam sale 150 nha. Màu đen em mặc là sale 250. Ok chị Liễu Nguyễn nè. Màu đen em mặc là sale 250 nha. Màu cam 150 nha mấy chị. Đây đẹp quá trời đẹp ha. 60-75 kg mặc vừa em. 150 màu cam. Chị Liễu Nguyễn ơi, bình luận giá mấy chốt chị gái. Màu cam 150 giùm em. Màu đen 70 kg giùm em nha, 300.000 là giá xả màu cam màu đen. 300.000 nha mấy chị. 70 kg màu đen 300.
màu đen 120 nha, 60-70 kg mặt vừa, 120 màu đen. Ok chị Liễu, Liễu Nguyễn. Rồi em đang mặc màu đen là 300 nha chị. Màu tím nha, 60-75 kg mặc vừa, 150 mà em tím. Màu tím 150 nha, 60-75 kg màu tím, 150 mà em. Tím 150 nha. Màu tím 150 giùm em. Rồi màu tím này em xả 90 nha, xem 150 xả 90. Chị Liễu Nguyễn ơi, chị có chốt á, bên em gọi cho chị cọc cạc em chốt cho chị gái nha. Chị có ok để em biết em chốt nè. Chị có ok để bên em gọi cho chị liền ha. Rồi tím giùm em 90 giùm em, 70 kg mặt vừa, 90. Chị Liễu Nguyễn có ok không để bên em gọi cho chị ha. Gọi chị cọc cạc cái bên em chốt đơn ha. Em ok chị Duyên tím. Rồi em đang mặc tím 90. Tím 90 nha, chị gái nào chốt vào lượt. Màu nâu này em còn sót con cái nha, 150 em. Em ok chị Duyên rồi, tím rồi. Tím 90 nha. Nâu, nâu 150 em, giá sale. Nâu giá sale 150 nha, đẹp. Sót có một cái thôi ha. Màu nâu đẹp quá trời. Màu đen giùm em ha. 70 kg mặc vừa, 180 màu đen. Màu nâu em mặc 150. Màu đen 180 nha chị, 60-70 kg mặc vừa. Em ok chị Tuệ Đức. Màu đen 70 kg mặc vừa ha, 180. Màu nâu 180. Màu nâu 70-75 kg mặc vừa ha, nâu 180. Màu đen 180. Ký mặt vừa giùm em, 80-85 kg ha, màu đen vàng 300. 80-85 kg màu đen vàng nha, 300. 80-85 kg ha, màu đen vàng 300.000 giá xả. Rồi bộ này là hàng sale 150 nha, 60 kg, xả 80 một bộ, màu trắng nha. 60 kg màu trắng, 80.000 một bộ ha. Áo đen vàng giùm em 80-85 kg mặc vừa 300 nha. Màu trắng 80.000 một bộ, 60 kg mặc vừa. Đẹp quá trời mấy chị. Màu trắng nha, chốt bình luận giùm em 80.000 một bộ. 60 kg nha. Chốt bình luận nha, 80.000 một bộ nha chị gái. Mã 96 nha. Mã 96 60-70-75 kg mặt vừa, sale 150 luôn, màu xanh. Mã 96 nha. Mã 96 em có màu xanh, màu nâu, màu đỏ, sale 150. Mã 96 nha, em có màu xanh, màu đỏ, màu nâu, màu tím. Xanh, đỏ, nâu, tím, mã 96 giùm em, rất là dễ thương. Màu đỏ nha mấy chị.
màu tím nha, màu xanh, màu đen, màu nâu, màu nâu nha, màu đen, màu đỏ. Mã 96 giùm em nha, sale 150 giùm em. Mã 96 nha, hàng đẹp lắm mấy chị ơi. Đẹp quá trời đẹp luôn, xuất sắc luôn. Sale 150 nha, chốt bình luận. Mã 96 nha các chị. Màu đen, màu đỏ, màu xanh, màu nâu. 150 giùm em, mã 96. Đẹp quá trời đẹp luôn ha, sale 150 giùm em. Rồi em ok chị Thu, mã 96. Áo em bận em đang bán nè ha, em đang giới thiệu là em đang bán á. Ok chị Lệ Thu. Rồi màu đỏ, màu đen, màu nâu, màu tím nha chị ha. Đang sale 150 em. Đẹp quá à, màu xanh giùm em. Màu tím giùm em, màu nâu, màu đen, màu đỏ ha, sale 150 một áo. 60-75 kg mặc vừa nha chị ha, 150 em. Màu nâu nè, mã 96 nha, rất là đẹp. 60-75 kg mặc vừa giùm em ha, sale có 150 à. Đẹp quá trời đẹp luôn mấy chị. Mã 96 nha, nâu nè. Em ok chị Tuyền nè, màu đỏ nè. Sale có 150 nha mấy chị. Tiền ship 30.000 một đơn nha mấy chị gái nha. 60-75 kg mặc vừa mẹ, sale có 150 nha. Em ok chị Tuyền. Áo em mặc màu nâu nhớ chị ơi, màu nâu, màu xanh, màu tím, màu đỏ, đen. Dễ thương lắm. Màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu đen nha các chị yêu. 60-75 kg nha, sale có 150 à. Dạ 55 kg thì chị mặc nó rộng lắm nha em vậy nè, chứ nó không có chật. Rồi màu tím giùm em nhớ chị gái nha, đẹp xuất sắc. 60-75 kg mặc vừa đẹp. Đẹp quá trời luôn. Ok chị Duyên Nguyên nè. Rồi màu đen giùm em hả chị. Sale có 150 à. Đẹp quá trời luôn, màu đen. Màu đen, màu xanh, màu đỏ, màu tím nha. Đen xanh đỏ tím giùm em. Chị Duyên em ok nha chị. Chị Thảo Ngô màu nâu em hot. Đây nha chị ha, màu xanh. 60-75 kg mặc vừa em. Đẹp quá trời, màu xanh, màu tím, màu đỏ, màu đen. Sale 150 nha. Dạ 50 kg, em có 50 kg chị. 50 kg bên em nhiều lắm.
Đây 50 ký nè chị. 50 ký nè chị, Trần Trần có chốt bình luận nè. À, chị Linh có chốt bình luận 250 50 ký. 250 một 50 ký ha. Màu đen có chốt bình luận em. 50 ký 250 màu đen nha, chốt cho bình luận. Chị nhà Mai ok màu đỏ 150. Chị nhà Mai em ok. Màu tím màu đen nha mấy chị, tím đen với xanh. Tím đen xanh nha, 150 là giá sale á. Ok chị Tuyền màu đen. Rồi màu tím nha mấy chị. Màu tím giùm em, sale 150 giùm em. Đẹp quá. Rồi em ok chị Tuyền nha. 60-75 ký mặt vườn em ha. Màu đỏ, màu tím, màu xanh. Đẹp quá, sale 150 nha. Đẹp xuất sắc luôn, màu đỏ giùm em. Màu xanh, đỏ xanh và tím nha, sale 150. Đỏ xanh tím, đỏ xanh tím nha các chị. Cái này màu đen nha, 60-65 ký mặt. À không phải, cái này là size 60 ký nha, 50-60 ký mặt vừa. Sale 350 nha, xả 280. Chị Trần Trần chốt cho số điện thoại. Màu đen nha, đen này 60 ký mặt vừa. Sale 350 xả 280 nha. Sale 350 xả 280, màu đỏ đen. Tâm Trương em ok màu xanh. Em ok chị Trần Trần. Ok chị Tâm Trương. 60-75 ký mặc vừa. Áo em mặc 50-60 ký nha. Cái này là ít nhất là 600 ngàn một cái nha chị, giá hàng em á. Còn hàng sale là sale 350. Bác ơi, vô coi cái mẫu này còn không lấy chút. Cái mã 96 này nè. Mã 96 á. Chị Công Toại chờ chút nha chị, em còn màu tím thôi, để em tìm cái đăng. Hiện tại em đang còn màu tím nha. Màu đỏ cho em nha, chị gái nào chốt màu đỏ bình luận giùm em, đỏ. Đỏ mã 65 nha. Đỏ mã 65, sale 150 mã 65. Áo màu đen em mặc 50-60 ký nha, xả 280. Mấy chị mua giá rẻ nhất tầm 600 nha mấy chị. Rồi mã này là mã 65 màu đỏ nha. Sale 150, mã 65 màu đỏ. Mã 65 giùm em. Màu đỏ giùm em nha chị gái nha, xả 150 nha. Mã 65 màu đỏ 150 giùm em. Rồi 60-70 ký màu vừa nha chị gái nha. 60-70 ký mặc vừa, màu xanh, màu đen, màu đen xanh. 60-70 ký đen xanh nha. 170 em xả 140. Đen xanh chốt bình luận giùm em ha. 170 xả 140, 60-65-70 ký mặc vừa. Có một cái đen vàng ha. Đen xanh.
xanh đang vàng 640. Em ok chị Linh Nguyên. Chị Linh Nguyên màu tím em ok. Chị Linh Nguyên ơi, có số điện thoại mới chốt chị. Chốt hàng có số điện thoại mới chốt nha. Chị Như Lan em ok màu đỏ. Chị Như Lan em ok mã 465 màu đỏ ha. Xem 150. Dạ gọi chưa chị, không gọi tìm không có chị gái nha. Chị Như em ok màu đỏ ha. Chị Linh em ok màu tím. Máy mặc là đen đen xanh nha. Sale 140 chốt và lận nha. Còn cái màu tím với màu đỏ là 150 nha. Màu vàng 80.000 nha chị em mình ha. Dạ đồ bộ cái gì em cũng có chị. Dạ ok chị, xíu bên em sẽ gọi. Dạ áo em đang mặc là 60-70kg mặc vừa. Rồi màu vàng 80.000 nha, xe 120 xả 80 màu vàng. 80kg màu đen. 80kg màu đen nha. Màu đen này 650 một cái, hàng xe 350 nha. Đang xả 300. Màu đen nha, chị đừng chốt 300 để em. Màu đen xanh này 60-70kg nha, 170 xả 140. Đen rêu này là 80kg mặc vừa, 70-80kg nha. 300.000 giá xả, hàng cao cấp. Áo này là áo An Đông nha chị. Áo An Đông nha. Áo vàng 80. Ký cho loại màu hồng nha, 250. Màu đen rêu nha, 80kg mặc vừa luôn, 300.000. Đẹp quá trời mấy chị. Dạ không chị Tô Thúy ơi, cái đó em hết hàng rồi. Cái đó mà size 60-70kg là em chốt đã tay luôn á. Cái mà 300.000 đó. Rồi 250 màu hồng với màu vàng nè em ha. 75kg trở lại mặt vừa. 75kg trở lại nha, màu vàng giùm em. Màu vàng với lại màu hồng. Màu đỏ nha, 75kg trở lại mặt vừa, 150 giá xả màu đỏ. Màu đỏ 150 nha, chốt bình luận em. Màu vàng với màu hồng nha, 250 em, 75kg trở lại mặt vừa. 250 nha, chốt bình luận. Màu vàng nha, đẹp xuất sắc. Năm mươi 60kg màu đen cam. 50-60kg nha, đen cam giùm em, 300.000 ha. Đen cam 300, 50-60kg nè. Đen đỏ nha, 75-80kg mặt vừa, 300.000 ha. Đen cam giùm em, 50-60kg 300. Đen cam 50-60kg nha, 300 giùm em. Đen cam nha, 50-60kg mặt vừa, 300.000 giùm em. Em ok chị Kim Loan, 300.000. Chị
Kim Loan ơi, bên máy đó chưa có số điện thoại cho em số rồi chị. Chị Kim Loan cho em số điện thoại lại nha. Chị Kim Loan cho em số điện thoại nha chị, 300. Chị Công tội áo đỏ 150 nha chị. Công tội áo đỏ 150 nha chị gái. Dạ em ok chị Kim Loan. Cảm ơn chị Kim Loan. Chị Công tội ok áo đỏ nha chị, 150 nha. Chị Kim Loan em ok 300 nha chị. Chị Trần Hằng ha, chị có nghe điện thoại không? Có nghe là có giao. Có nghe điện thoại là có đi đơn ha chị. Cho cái này là size 75kg trở lại giùm em ha. 75kg trở lại mặt vừa màu hồng với màu vàng 250. Hồng với vàng nha, 250 ngoéo. Hồng với vàng. Áo em mặc là 300 nha. 300 một áo giùm em. Quá trời đẹp mấy chị. Màu tím nha, 67. Cái gì? Nó bỏ ra đó. Đằng sau. Tiền tiền hả? Còn mấy cái mà. Con thả ra nãy cái đỏ tao mới để đó. Chứ vậy sao không nói thì thay nó ấy đi mấy trường. Rồi chị gái nào chốt bình luận giùm em nha. Em đang mặc màu tím nha, 150 giá xả. Chị Hằng ơi, có nghe là có giao rồi đó chị, tại chưa tới á chị gái ơi. Đen đỏ với màu tím nha, chốt bình luận em 150 giá xả nè. Đen đỏ với màu tím giùm em ha, 150 giá xả, 60-70kg, hơn 70kg mặc được. Rồi chị em mình không bình luận nữa, em nghỉ nha. Chúc mấy chị buổi trưa ăn cơm ngon miệng nè. Em lên mà mấy chị có bình luận nên em tắt máy thôi. Bây giờ em like nào mà mấy chị có bình luận nữa nên em nghỉ nha. Chúc mấy chị cơm ngon miệng. Em tắt máy trước đơn nha chị ơi. Bây giờ bên em gọi trước đơn nha, mấy chị nghe điện thoại cho em. Thank you.